có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông Đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước một tháng. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, trong ngân sách vào tối hôm qua, chính phủ kiên quyết dốc toàn lực vào kế hoạch xây dựng 1.2 triệu căn nhà trong 5 năm. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng gói hỗ trợ 300 đô la tiền điện sẽ là viên thuốc đắng cho các hộ gia đình tại Úc. Trong đời sống hàng ngày, ngân sách xác nhận siết chặt nhân số di dân từ nước ngoài để giảm hạ sự căng thẳng trong lĩnh vực gia cư. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Việt TV. Tiếp tục tin về ngân sách. Chính phủ dốc toàn lực vào kế hoạch xây dựng 1.2 triệu căn nhà mới trị giá 32 tỷ đô la. Chính phủ lao động Albanese đã dốc toàn lực và tăng cường đặt cược vào kế hoạch trị giá 32 tỷ đô la nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng gia cư, một mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng không thể đạt được. Trong ngân sách tối hôm qua, Bộ trưởng Jim Chalmers đã công bố là chính phủ sẽ dốc toàn lực vào chiến lược giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở đang khiến người dân Úc bị tê liệt đặt cược nhiều hơn vào giải pháp lâu dài thay vì cứu trợ ngắn hạn. Cụ thể, ngân sách tối hôm qua bao gồm 6.2 tỷ đô la chi tiêu bổ sung cho các biện pháp mới nhằm tăng nguồn cung nhà ở thông qua đầu tư nhà ở xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng và chỗ ở cho sinh viên. Ngoài ra, ngân sách này cũng bổ sung vào kế hoạch nhà ở mới được đặt ra gần đây, hiện đã đạt con số đáng kinh ngạc là 32 tỷ đô la và tất cả đều hướng tới mục tiêu trọng tâm là xây dựng 1.2 triệu ngôi nhà mới trong vòng 5 năm tới. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Jim Chalmers cho biết, hai chủ đề chính của ngân sách là giảm chi phí sinh hoạt và xây thêm nhà cho người Úc. Tiến sĩ Chalmers cho biết trong 5 năm kể từ tháng 7 này, chính phủ đặt mục tiêu xây dựng được 1.2 triệu căn nhà mới. Theo ông Chalmers, thì đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng ông tin là có thể đạt được nếu chính phủ các cấp liên bang và tiểu bang cùng nhau làm việc và nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, tuyên bố này không nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia Chẳng hạn như Chủ tịch Viện Bất Động Sản Úc Châu, bà Lynn Pilkington, nói rằng cuộc đua đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Trong khi Hội đồng Cung cấp Nhà ở Quốc gia của Chính phủ gần đây cũng đưa ra một triển vọng ảm đạm, tuyên bố mục tiêu sẽ không đạt được. Lý do vì sự bùng nổ số lượng di dân, lãi suất cao, thiếu hụt kỹ năng, niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và khả năng chi trả nhà ở cũng đã suy giảm. Tất cả là một cơn bão hoàn hảo, góp phần dẫn đến bối cảnh không đủ nguồn cung. Tất cả những điều này kết hợp lại để tạo ra một môi trường trong đó giá cả và tiền thuê nhà đang tăng nhanh hơn tiền lương. Số chỗ trống cho thuê gần như thấp nhất mọi thời đại và gần 170.000 hộ gia đình đang nằm trong danh sách chờ nhà ở công cộng, 122.000 người đang rơi vào tình trạng vô gia cư. Cũng tin về ngân sách, khoản hỗ trợ năng lượng 300 đô la có thể là viên kẹo chua chát cho cư dân Úc. Một trong những trọng tâm của ngân sách liên bang là khoản hỗ trợ 300 đô la cho hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình và chính phủ liên bang tự tin rằng điều này sẽ không làm tăng lạm phát. Theo Bộ trưởng Chambers, thì các hộ gia đình tại Úc sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 300 đô la dưới hình thức giảm giá hóa đơn năng lượng cho ngân sách liên bang năm nay để giúp giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ sẽ nhận được 325 đô la kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại rằng lợi ích ngắn hạn sẽ đồng nghĩa với nỗi đau dài hạn. Nếu các hộ gia đình chi tiêu khoản tiền tiết kiệm này thì lạm phát có thể gia tăng hơn nữa và có khả năng khiến ngân hàng chữ kim ABA tăng thêm lãi suất. Mặc dù Bộ trưởng Jim Chalmers mô tả đây là một ngân sách có trách nhiệm, sẽ giúp đỡ những người đang chịu áp lực, đồng thời đầu tư vào tương lai. Thế nhưng đối tác của công ty tài chính từ loài Access Economics, ông Stephen Smith cho biết, việc tăng chi tiêu trong ngân sách có thể gây ra lạm phát, khiến công việc của ngân hàng chữ kim càng trở nên khó khăn hơn. Theo ông Stephen Smith thì đây là ngân sách chi tiêu lớn và có khả năng thúc đẩy lạm phát. Phát biểu trên đài SBS, ông Smith nói rằng, tiết kiệm năng lượng tất nhiên là rất tốt cho các hộ gia đình, nhưng những khoản tiết kiệm đó có thể sẽ được dùng để chi tiêu vào những lĩnh vực khác, khiến lạm phát tiếp tục gia tăng. Trong khi điều quan trọng nhất mà cư dân Úc đang chờ đợi là lạm phát giảm để lãi suất có thể giảm theo. Tương tự, cơ quan xếp hạng tín dụng S&P cũng nhận xét rằng, ngân sách có thể khiến lạm phát tăng nhẹ. Về phía đối lập, phát ngôn viên ngân khố Angus Taylor đã chỉ trích chính phủ Albanese là đã chi tới 315 tỷ đô la vào thời điểm cần phải kiềm chế lạm phát bằng cách giảm chi tiêu. Liên đảng dự kiến sẽ có phản hồi chính thức về ngân sách vào tối thứ năm tuần này. Tin đời sống xã hội Áp lực nhà ở khiến chính phủ phải giới hạn số lượng sinh viên quốc tế. Cuộc tranh luận về số lượng người nhập cư ở Úc một lần nữa lại được khơi dậy khi chính phủ liên bang tiết lộ họ đang xem xét các luật mới nhằm đặt ra giới hạn về số lượng sinh viên quốc tế đến Úc học tập do áp lực về chi phí sinh hoạt, bao gồm cả nhà ở, đã gây áp lực và buộc chính phủ liên bang phải tìm giải pháp. Dân số Úc đã tăng 2.5%, tương đương với 659.800 người, lên tổng số 26.8 triệu người trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2023, do mức độ nhập cư từ nước ngoài đạt kỷ lục. Lượng nhập cư dòng đã tăng 60% so với năm trước, do lượng người di cư từ nước ngoài đã tăng 34%, chủ yếu là những người có visa tạm thời để làm việc hoặc học tập. Nhà kinh tế độc lập Chris Richardson cho biết, nền kinh tế Úc đang gây áp lực lớn hơn rất nhiều cho các hộ gia đình. Theo ông Richardson thì lạm phát tăng theo cách chưa từng có trong nhiều thập niên. Giá cả tăng chóng mặt nhưng tiền lương thì không, trong khi lãi suất tăng vọt và ngân hàng chữ kim đang chống lại tình trạng lạm phát thông qua lãi suất cao hơn. Vì vậy, việc cư dân Úc nhận được bao nhiêu tiền lương cũng không quan trọng, vì giá cả cứ liên tục tăng vọt. Bên cạnh đó, tiền thuế chiếm một phần trong thu nhập của mỗi người và đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Mỗi khoản thuế đó đều tạo ra nỗi đau kinh tế, đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên, khiến mức sống đã đi xuống rõ rệt nhất ở Úc trong hơn nửa thế kỷ. Bộ trưởng Tài chính Katie Gallagher cho biết, chính phủ cố gắng cân bằng rất nhiều yếu tố trong ngân sách. Theo bà Gallagher, thì đây là một ngân sách có trách nhiệm, một ngân sách có thể gây áp lực giảm lạm phát, nhưng vẫn có thể hỗ trợ những người gặp áp lực về chi phí sinh hoạt. Ngoài ra ngân sách cũng tập trung vào tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở đất nước. Một cách cụ thể thì luật mới sẽ cho phép nhiều sinh viên quốc tế được sắp xếp chỗ ở hơn mức giới hạn nếu họ xây dựng thêm chỗ ở là những khu vực được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước. Sinh viên quốc tế mang lại sự thúc đẩy trị giá 48 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc, tuyển dụng 200.000 nhân viên khiến ngành này trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ tư của Úc. Chương trình di trú vĩnh viễn của Úc được giới hạn hàng năm với con số được ấn định là 190.000 suất cho năm 2023-2024. Số lượng visa tạm thời phần lớn không được giới hạn kể từ thời chính phủ Howard khiến con số này tăng gấp đôi trong 15 năm qua. Khoảng 1.9 triệu người là di dân tạm thời có quyền làm việc, chiếm 7% dân số. Tin bảo vệ môi trường Chính phủ trợ cấp 14.5 tỷ đô la cho ngành nhiên liệu hóa thạch có đi ngược với mục tiêu phát thải bằng zero. Đóng góp kinh tế từ các nhà sản xuất khí đốt và khai thác mỏ đang được cân nhắc khi phân tích cho thấy trợ cấp cho ngành nhiên liệu hóa thạch tăng lên 14.5 tỷ đô la trong năm tài chính này. Mức tăng 31% hàng năm khiến một số nhà phê bình đặt câu hỏi liệu số tiền này có thể được sử dụng với mục tiêu tốt hơn hay không? Trong tất cả các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang, chi tiêu của chính phủ cho một số ngành công nghiệp hàng đầu của Úc là một trọng tâm. Nghiên cứu mới của Australia Institute đã phát hiện ra rằng các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang và tiểu bang cho các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch đã tăng lên. Điều này dường như làm suy yếu những nỗ lực hướng tới một nền kinh tế thân thiện với khí hậu hơn. Giám đốc nghiên cứu của Viện Rod Campbell cho biết, chính phủ đã tăng lên 14.5 tỷ đô la trong năm tài chính 2023-2024. Thông qua các ước tính sắp tới về các dự đoán trong tương lai và thời gian tồn tại của các dự án nằm trong ngân sách, chúng tôi ước tính rằng có khoản trợ cấp trị giá 53 tỷ đô la cho những công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch lớn cũng như than và khí đốt. Ông Campbell cho biết điều này được thúc đẩy bởi chương trình tín dụng thuế nhiên liệu của chính phủ liên bang. Chương trình cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đã mua nhiên liệu cho công ty của họ. Theo ông Campbell thì vấn đề lớn không chỉ là tiền, mặc dù nó bằng số tiền chúng ta chi cho quân đội hàng năm, nhưng vấn đề lớn là số tiền này đang tăng lên và sự gia tăng này bị thúc đẩy bởi điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm đối với khí hậu nơi đang sản xuất và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn. Hay nói cách khác, chính phủ Úc đang đi sai hướng. Bên cạnh đó, báo cáo của Australia Institute cũng cho thấy tổng số tiền trợ cấp nhiên liệu hóa thạch trong 4 năm tới sẽ lên tới 65 tỷ đô la, bao gồm 1.6 tỷ đô la hỗ trợ về nhiên liệu hàng không trong năm tài chính hiện tại, tăng 36% do người dân Úc đi máy bay nhiều hơn. Đồng thời, chính phủ liên bang cũng chi 113 triệu đô la để nâng cấp các tuyến đường sắt chạy bằng than. Trong số các tiểu bang thì Queensland là khu vực pháp lý có mức trợ cấp cao nhất ở mức 1.6 tỷ đô la, không có khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch nào được xác định trong ngân sách của chính phủ Tasmania hoặc ACT. Trong khi đó, các tổ chức khai thác mỏ và khí đốt tiếp tục cảnh báo đầu tư, năng suất, doanh thu thuế và việc làm trong khu vực đang bị đe dọa trừ khi Đảng Lao động ủng hộ ngành công nghiệp khí đốt. Giám đốc điều hành Hội đồng Khoáng sản Úc Châu, bà Tania Constable cho biết, chính phủ phải phản đối các chính sách mang lại lợi ích ngắn hạn Bà Constable bảo vệ chương trình tín dụng thuế nhiên liệu của chính phủ liên bang với ước tính chi phí năm nay là 9,6 tỷ đô la. Theo Australia Institute, thì chính phủ Úc nên loại bỏ hỗ trợ tài chính cho các ngành công nghiệp, nhiên liệu hóa thạch để giúp giảm hạ khí thải nhà kính CO2. Đáp lại báo cáo, Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cho biết, chính phủ không coi khoản tín dụng thuế nhiên liệu là một khoản trợ cấp và họ đảm bảo các doanh nghiệp không bị thiệt thòi. Cuối cùng là tin về việc Đại học Quốc gia ANU điều tra hành vi của sinh viên ủng hộ Palestine. Một trong những trường đại học hàng đầu của Úc đã bắt đầu áp dụng biện pháp kỷ luật khi căng thẳng xung quanh khu cắm trại ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường ngày càng leo thang. Phó hiệu trường trường đại học quốc gia ANU, giáo sư Grady Venville đã cảnh báo là nhà trường có những can thiệp tiếp theo nếu hành vi của học sinh không thay đổi. Trong một lá thư gửi cho các sinh viên hoạt động có liên quan đến khu cắm trại ủng hộ Palestine của trường đại học, bà Venville cảnh báo rằng hành động phản kháng luân phiên này đang gây tổn hại cho các thành viên trong cộng đồng. Ngoài ra, bà Venville cũng chính thức thông báo là nhà trường đã nhận được nhiều báo cáo khiếu nại khu cắm trại mà các sinh viên chiếm dụng cùng với hành vi biểu tình có khả năng vi phạm quy tắc ứng xử của sinh viên. Bà Venville cho biết, ANU sẵn sàng làm việc với những người tham gia cắm trại để tìm ra những cách để cho phép cuộc biểu tình tiếp tục theo những cách tôn trọng hơn. Trong khi đó, một phó hiệu trưởng khác, giáo sư Jen Bell cũng đã gửi email đến sinh viên cho biết, Trường đại học ANU ủng hộ biểu tình ôn hòa nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Các khu trại ủng hộ Palestine đã mọc lên như nấm trên khắp nước Úc trong những tuần gần đây khi sự tức giận xung quanh chiến dịch của Israel ở Gaza tiếp tục gia tăng. Cao điểm là cuộc biểu tình của sinh viên tại Đại học Queensland với sự tham gia của nghị sĩ đảng xanh là ông Max Chandler Martha. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.